Tối 28 tháng 6, phường Cẩm Châu tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc năm 2022 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Tham gia hội thi có 6 gia đình của 6 khối phố trên địa bàn. Các gia đình trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, năng khiếu và kiến thức. Qua hội thi nhằm tôn vinh lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đồng thời nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ gìn, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất và giải năng khiếu xuất sắc nhất cho gia đình ở khối phố Sơn Phô 2, giải nhì cho gia đình khối Trường Lệ, giải ba cho gia đình khối Sơn Phô 1 và ba giải khuyến khích cho ba gia đình ở khối Thanh Nam, Thanh Tây và An Mỹ.